là chương trình này nó khác biệt là cái chỗ là mình tìm một nghệ sĩ, một ngôi sao phong cách. Đó là một cái thể loại ca sĩ khác, nó giống như hơn là ví dụ trong những chương trình khác là tìm. Thì khi mà đi cast 10 thí sinh cho chương trình này là mình cố gắng cast làm sao mà 10 thí sinh coi như là không ai giống ai. Mỗi người có một phong cách riêng và Linh nghĩ là Linh đã cast được 10 thí sinh rất là thú vị để mình khai thác trong chương trình. Với 10 thí sinh lần này thì có những thí sinh đã quen mặt từ các cái hoạt động âm nhạc từ trước, nhưng mà đại đa số vẫn là những bạn rất là mới mẻ, thậm chí có những bạn mà chưa hề có nhiều kiến thức âm nhạc. Điều đó minh chứng được rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, cũng như là nhiều cuộc phiêu lưu khác nhau dành cho các thí sinh. Và tôi hy vọng là với 10 thí sinh lần này thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái ngôi sao mới đầy hấp dẫn, đầy tài năng để cống hiến cho thị trường âm nhạc Việt Nam trong thời gian sắp tới đây. Mọi người vẫn thường hỏi là tố chất nào để trở thành một ngôi sao, và một ngôi sao thì cần phải những điều gì, thì Hà nghĩ rằng là để trở thành một ngôi sao thì có lẽ là mọi tố chất đều phải đặc biệt, không riêng bất kỳ một tố chất nào, ngay cả gọi là sự lao động cũng phải đặc biệt hơn người bình thường, dành toàn bộ thời gian cũng như là tâm huyết, sự đam mê của mình. Ngoài cái chuyện là tài năng trời phú cho bạn một người nào đó thì còn lại tất cả mọi thứ đều phải tập trung cao độ để trở thành một ngôi sao. Nghe cho các bạn thí sinh trẻ, nếu muốn lắng nghe một cái người ca sĩ cũng dài như Hương, nếu các bạn muốn thì Hương cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ cái gì rất là cho các bạn. Coi như là một nửa chặng đường thôi, nhưng mà những cái đoạn quan trọng. Thế nhưng mà Hà được trả tiền, thậm chí là đây là một trong những cái giá ca sĩ cao nhất so với những gì mà thời gian Hà bỏ ra. Hà chỉ có thể trả tiền. See you.